Xin chuyển sang các thông tin y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, viêm não Nhật Bản là một căn bệnh nguy hiểm, để lại hậu quả nặng nề nếu bị di chứng về thần kinh. Nhiều trẻ sau khi ra viện phải tập phục hồi chức năng với nhiều tổn thương khó lành. Đáng lo ngại khi thời điểm hè cũng là lúc bệnh viêm não Nhật Bản có xu hướng gia tăng. Em bé 11 tuổi này nhập viện trong tình trạng sốt cao, suy giảm ý thức, buộc phải đặt nội khí quản thở máy. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Điều đáng nói, bé đã được tiêm 3 mũi vaccine phòng viêm não Nhật Bản trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Từ đầu năm đến nay đã có 22 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tỷ lệ trẻ chưa đến tuổi tiêm vaccine mắc rất ít. Bệnh nhi chủ yếu là trẻ lớn từ 5 đến 10 tuổi. Đây là điểm khác biệt so với những năm trước khi độ tuổi mắc viêm não Nhật Bản đang dịch chuyển dần. Lứa tuổi mắc viêm não Nhật Bản thì thường gặp ở trẻ lớn hơn. Thì trước đây thì kể cả từ trẻ nhỏ 1 tuổi, 2 tuổi cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Nhưng đến bây giờ thì cái chương trình tiêm chủng mở rộng với 3 cái mũi đầu tiên, 3 cái mũi cơ bản thì chúng ta đã thực hiện khá tốt rồi. Cho nên sau đó thì trẻ sẽ bảo vệ được khoảng độ 5 năm. Chính vì thế mà chúng ta cần phải xem xét cái việc mà tiêm nhắc lại cho trẻ. Tức là sau 3 đến 5 năm chúng ta tiêm nhắc lại một lần. Mặc dù tỷ lệ tử vong giảm khá tốt, nhưng 95% trẻ bị mắc có di chứng sau khi ra viện. Hiện vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Ngoài ra, người dân cũng cần chăm sóc sức khỏe, không để mũi chích, nhất là tại những khu vực gần chuồng trại nuôi heo, chuồng lúa lúc chập tối.